đây là cuộc sống của cô vợ tiếp viên hàng không khi đi làm về. Vào cửa cất mũ và giày, thay dép trong nhà cho thoải mái. Đánh bóng giày cho anh chồng, đánh xong như mới, rồi để lên máy sấy khô khử mùi, bật máy sưởi lên cho căn phòng ấm áp. Lăn hết lông rụng cho bót. Thay đồ bắt đầu nấu cơm thôi. Nấu đồ ăn cho bót. Hai vợ chồng có một bữa tối ấm áp.